Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, do chưa đến vụ lúa mới trong khi nhu cầu gạo phục vụ đời sống người dân vẫn duy trì, nên hai tháng nay, lượng gạo bán ra của các đại lý cửa hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng mạnh. Hiện các nhà máy, đại lý chế biến, kinh doanh lúa gạo trong tỉnh đang tăng lượng gạo nhập về để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 doanh nghiệp chế biến gạo, gần 6.900 cơ sở xe sát, hàng nghìn đại lý cửa hàng kinh doanh buôn bán gạo. Theo một số đại lý, cửa hàng kinh doanh gạo, hiện nay giá gạo trên thị trường Thanh Hóa theo giá chung của thị trường trong nước nhưng lượng tiêu thụ tăng từ 40 đến 50% so với tháng trước. Nguyên nhân là do thời điểm này chưa đến vụ thu hoạch lúa, nguồn nguyên liệu tại chỗ không có nên các nhà máy đại lý trong tỉnh phải tăng cường nhập từ các tỉnh phía Nam. Khi giá gạo tăng, các đại lý trong tỉnh phải tăng thu mua để tích trữ. Đại lý chúng tôi thì luôn đáp ứng đầy đủ hàng cho các khách hàng. Hàng lên hàng giảm thì đều đáp ứng số lượng cho khách hàng không để cho khách hàng thiếu hụt lượng gạo, nhập đầy đủ các loại gạo theo yêu cầu của khách. À, từ loại rẻ cho đến loại đắt đều có cả. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng lúa của tỉnh Thanh Hóa đạt 1,36 triệu tấn mỗi năm. Trong bối cảnh giá lúa gạo thế giới tăng mạnh, thị trường trong nước đã xuất hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, các đại lý gạo đẩy giá bán cao bất thường. Do vậy, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên thống kê sản lượng lúa gạo trên thị trường, đánh giá khả năng cung ứng trong tỉnh để có giải pháp kịp thời ổn định thị trường giá cả, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Theo thống kê của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Thanh Hóa, tính đến tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh có hơn 2.470 ha đất sản xuất nông nghiệp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Cáp. Trong đó, một số mô hình mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình trồng vải không hạt, thanh long ruột đỏ, bơ Israel tại huyện Ngọc Lặc; mô hình sản xuất lúa liên kết tại xã Xuân Hòa, Xuân Lập, Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, mô hình trồng cây ăn quả tại các xã Định Long, Định Tiến, thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định hiện tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thanh hóa đang tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân ứng dụng quy trình sản xuất theo hướng việt gáp cách thức ghi chép sổ nhật ký sản xuất việt gáp đồng thời hướng dẫn người dân cách nhận biết các loại sâu bệnh hại chính trên cây trồng quản lý dịch hại tổng hợp ipm biện pháp phòng và trị bệnh theo hướng an toàn hữu cơ cùng với đó khuyến khích các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp Thời gian qua, huyện Thạch Thành đã đồng loạt triển khai tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi cho toàn bộ 25 xã thị trấn. Đến nay, huyện đã hoàn thành tiêm phòng đợt 1 năm 2024 cho đàn vật nuôi. Tính đến ngày 30 tháng 3, công tác tiêm phòng vaccine dạy cho đàn chó mèo trên địa bàn huyện Thạch Thành đã hoàn thành. Tiêm phòng cho trên 16.500 vật nuôi đạt 100%. Trong đó tiêm vaccine tụ huyết trùng, lờ mồm long móng cho trên 10.600 con trâu bò, đạt 99,7%, cho trên 1.200 con dê, đạt 100%, tiêm vaccine tụ huyết trùng, dịch tả lợn cho trên 8.600 con lợn, đạt 99,8%, tiêm vaccine AH5N1, AH5N6 cho gần 125.300 con da cầm, đạt 99,1%. Nhìn chung, công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc da cầm trên địa bàn huyện Thạch Thành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác tiêm phòng xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Hiện trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra. Sáng nay ngày mùng 10 tháng 4, huyện Vĩnh Lộc tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Hơn 100 vận động viên là thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ 13 đội thuộc 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tham gia hội thi. Các đội trải qua hai phần thi, thi lý thuyết và thực hành với các câu hỏi yêu cầu về kiến thức pháp luật lĩnh vực phòng cháy chữa cháy kỹ năng chữa cháy cứu nạn cứu tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố các đội thi đã thể hiện hiểu biết sâu sắc về các nguyên nhân xảy ra cháy thường gặp cách sử dụng các thiết bị bảo hộ chữa cháy tại chỗ cũng như thành thục các kỹ năng thiết yếu như sử dụng công cụ chữa cháy bình cứu hỏa kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản tổ chức thoát hiểm trong đám cháy kỹ năng sơ cấp cứu khi có người bị nạn hội thi góp phần bổ sung kiến thức kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cứu người và tài sản cho các thành viên trong các gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa phương đi vào thực chất qua đó phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư Trong những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với ngành văn hóa làm tốt công tác nghiên cứu, siêu tầm, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Từ đó, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, cũng như tạo thêm nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch. Những năm gần đây, ngành văn hóa huyện Cẩm Thủy đã quan tâm tạo môi trường để giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 360 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, nhiều hoạt động tích cực của các câu lạc bộ cũng như sự quan tâm của ngành văn hóa thông tin các cấp đến nay huyện cẩm thủy đã khôi phục bảo tồn và phát triển được nhiều giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội nàng nga hai mối lễ hội khai hạ lễ hội Điền rồng mau mường xét bùa nhiều lễ tục lễ hội đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện được ngành văn hóa tỉnh thanh hóa lựa chọn đi dự liên hoan văn hóa các dân tộc trong và ngoài tỉnh trong cái đề án phát triển du lịch đến năm 2030 của huyện Cẩm Thủy hiện nay ở chúng tôi cũng đã đưa vào cụ thể các nội dung chương trình đặc biệt là các cái hoạt động của văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc được gắn với phát triển du lịch thì chúng tôi hiện nay nếu như du khách thập phương đến du lịch tại huyện Cẩm Thủy khi có nhu cầu chúng tôi sẽ sẵn sàng tổ chức các đội văn nghệ biểu diễn các cái tiết mục truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, dân tộc Giao Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần làm đa dạng phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Thủy mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, từng bước tạo nên những thay đổi về diện mạo kinh tế xã hội của huyện trong những năm tới. Luôn có mặt ở những điểm nóng trên tuyến đầu của mặt trận đấu tranh, chấn áp tội phạm, lực lượng cảnh sát cơ động được xem là lá chắn thép giúp công an Thanh Hóa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất thép ấy cũng là kết quả của những tháng ngày trường kỳ khổ luyện, áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt với mục tiêu thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Là lực lượng được trang bị vũ khí công cụ hỗ trợ hiện đại, sức chiến đấu cao, cơ động nhanh. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ công tác huấn luyện với cảnh sát cơ động không chỉ là rèn luyện thể lực, võ thuật mà còn tập trung vào các kỹ năng thực chiến, giả định các tình huống đối kháng một 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 đấu nhiều người, thậm chí là bắt cóc khủng bố để rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu. Đặc biệt là khả năng quan sát phối hợp nhịp nhàng giữa các tay súng bắn tỉa với lực lượng giải cứu nhằm khống chế hoàn toàn tình huống. Hiện nay các đối tượng phạm tội ngày càng manh động hung hãn, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí nóng để chống lại lực lượng chức năng, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động phải tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực võ thuật, quân sự, khả năng chiến đấu, cường độ cao, thích ứng với mọi địa hình, địa bàn, điều kiện thời tiết. Đối với lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi hàng năm thì có các cái tổ chức huấn luyện như huấn luyện thường xuyên và huấn luyện nâng cao đối với huấn luyện thường xuyên thì hàng tháng chúng tôi tổ chức tập luyện theo các cái chương trình đã nội dung huấn luyện theo cái nhiệm vụ của nhiệm vụ cảnh sát của công an nhân dân nói chung còn đối với huấn luyện nâng cao thì lượng cảnh sát cơ động chúng tôi có những phương pháp bài giảng có những kỹ chiến thuật để huấn luyện và phối hợp với các lực lượng như phòng pc04, pc01 và các lực lượng khác của công an thành phố thanh hóa tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thanh hóa đáp ứng theo cái nhu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới Quá trình huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ không chỉ có những giọt mồ hôi đã đổ mà còn có cả máu và nước mắt. Nhưng các thế hệ chiến sĩ cảnh sát cơ động thanh hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực không ngừng, chấp nhận gian khổ hy sinh để mãi xứng đáng là lá chăn thép trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân. Hiện nay cùng với việc thực hiện các chuyên đề như nồng độ cồn, tốc độ, thì việc kiểm soát tải trọng đối với những phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến quốc lộ cũng đang được phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng với số tiền phạt gần 27 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm kích thước cải tạo xe là 3.640 trường hợp, phạt tiền hơn 13 tỷ đồng. Qua công tác kiểm soát tải trọng thời gian qua cho thấy, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền đến xử lý nghiêm khắc, song việc chấp hành và phối hợp giữa lái xe và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ vẫn còn những bất cập. Hầu hết các trường hợp lái xe khi bị kiểm tra đều không xuất trình giấy tờ, thậm chí đóng cửa bỏ đi, gây khó khăn và mất nhiều thời gian trong công tác xử lý vi phạm. Khi kiểm tra phương tiện thì đối với lái xe thì họ thường đóng cửa xe và bỏ đi. Thì chúng tôi sẽ có các biện pháp tuyên truyền vận động và và có thể là những cái trường hợp mà mà không chấp hành chúng tôi có thể phối hợp với công an địa phương có biện pháp cưỡng chế và đưa phương tiện về bãi. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm triệt đề hành vi vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nói không với quá tải, cải tạo cơ nới thành thùng. Bản tin 18 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.